Xin chào quý vị đã đến với chương trình Giải mã cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, sinh trắc vân tay là một lĩnh vực khá mới mẻ tại Việt Nam. Thậm chí một số người đã lầm tưởng là sinh trắc vân tay là một kiểu xem bói công nghệ. Tại sao họ lại có suy nghĩ đó và thực chất vấn đề đây là gì? Ngày hôm nay, tôi và quý vị sẽ đi tìm hiểu về sinh trắc vân tay để có thể hiểu rõ về lĩnh vực này. Sinh trắc vân tay thì bước đầu tiên đó là lấy dấu vân tay, và các kỹ thuật viên sẽ giúp bạn có thể lấy được dấu vân tay chuẩn xác và rõ nét nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu như nào em? Bây giờ mình sẽ lấy vân tay nhé. Với các phần mềm sinh trắc hiện đại ngày nay, ngay sau khi bạn hoàn thành scan 10 dấu vân tay xong, thì lúc này máy đã đưa ra được những thông số cơ bản. Bạn đang sở hữu những chủng vân tay loại gì? Với những chủng vân tay đó, bạn có những đặc điểm gì về tính cách, sở trường, sở đoản của bạn là gì? Và tất nhiên, tâm lý khi chúng ta nhận được những thông tin này thì rất thích thú. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một bản báo cáo demo cơ bản mà thôi. Nó chỉ chiếm 4% những thông tin về bản thân của bạn. Để muốn hiểu được 96% những điều còn lại, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi một bản phân tích hoàn chỉnh với hàng trăm các chỉ số cụ thể và chi tiết. Thưa quý vị, đây là một bản báo cáo sinh trắc vân tay hoàn chỉnh. Và trong đây có rất nhiều những thông số. Để có thể hiểu cụ thể về bản báo cáo sinh trắc vân tay này, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chuyên gia. Một bản báo cáo phân tích thường nó sẽ chỉ ra được cho con người về những cái năng lực sở trường, biết được điểm yếu, biết được những loại hình thông minh mà con người sở hữu, biết được cả những cái trí thông minh và chỉ số thông minh của con người ở mức độ hiện tại. Chúng ta biết được cả những cái năng lực tiềm ẩn và hiện tại chúng ta đang sử dụng đến đâu. Thế thì một người khi mà làm báo cáo phân tích sinh trắc vân tay thì họ cũng không khác gì có một cái quyển cẩm nang, tức là một cái kim chỉ nang về cái năng lực của họ. Một bản báo cáo phân tích sinh trắc dấu vân tay được coi là tin cậy khi nó không chỉ đưa ra những nhận xét mang tính định tính mà còn cần đưa ra những con số cụ thể mang tính định lượng. Những chỉ số càng nhiều càng chi tiết thì báo cáo càng có chất lượng. Hiện nay, trên thị trường sinh trắc vân tay, báo cáo phân tích dấu vân tay được coi là chi tiết nhất với 300 chỉ số để nói về một con người. Thưa quý vị, làm thế nào mà các nhà khoa học chỉ dựa vào các dấu vân tay mà có thể đưa ra được những chỉ số rất cụ thể và chi tiết tới số thập phân để nói về năng lực của một con người như vậy? Theo cái quan điểm của tôi thì chúng ta sẽ có đến hàng chục triệu cách để tính ra được những năng lực con người khác nhau. Tuy nhiên, cái nhiệm vụ của tôi khi mà tôi nghiên cứu là gì? Đó là tôi biết là những cái ngón nào, những cái chức năng nào kết hợp với chức năng nào thì nó sẽ tạo ra được một cái nhiệm vụ cụ thể. Thì đó mới chính là cái cách mà tôi gắp ở trong số mười mấy triệu phép tính đấy ra được những cái công thức, những cái hàm số riêng, và tôi giải thích được rằng là cái phép tính này nó tạo ra con số này và nó giải thích cho năng lực của bạn là có thể hát, có thể làm toán, có thể lý luận, có thể chơi thể thao. Chúng ta cũng hiểu được cái tính cách và cái hành vi, cái năng lực của con người nằm ở góc độ nào. Thưa quý vị, năm 1981, giáo sư Roger Sperry đã chứng minh rằng bán cầu não trái và não phải được phân bố ở các nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta có 10 khoang năng lực, nó đại diện bởi 10 ngón tay. Khi mà chúng ta biết được ngón tay nào mà có mật độ đường vân tập trung cao thì có nghĩa là năng lực hay là cái khoang chức năng đấy nó mạnh. Bán cầu não trái điều khiển tay phải, bán cầu não phải điều khiển tay trái. Nếu ta vận động tay, nhất là ngón tay, ta có thể kích thích tế bào não ở khu vực nhất định, làm cho não phát triển. Điều đó có nghĩa là nếu người nào thường dùng bàn tay phải, não trái sẽ phát triển và ngược lại.
một điều hết sức thú vị về chức năng hoạt động của hai bán cầu não. Một ví dụ cụ thể như thế này. Bạn có bao giờ quan sát hình ảnh về người phụ nữ khi bồng con? Tại sao họ thường bế con bằng tay trái? Đây là một thói quen hay có cơ chế nào liên quan đến sự phản xạ của vùng não phải dẫn đến hành động này? Phụ nữ luôn bế con bằng tay trái đã được các nhà khoa học tìm ra lời giải, và điều này có liên quan đến chức năng hoạt động của bán cầu não. Chúng ta biết rằng não phải giúp kiểm soát thông tin về khuôn mặt một cách tổng thể. Vì thế khi bế con bên tay trái, bà mẹ sẽ theo dõi được tình trạng của em bé tốt hơn. Các nhà khoa học cho rằng não phải của người phụ nữ đã được chuyên hóa để nhận biết những thay đổi trên khuôn mặt và tình cảm của con. Điều đó có nghĩa là thông tin trong tầm nhìn bên trái của họ sẽ đi thẳng vào não phải. Bế trẻ bằng tay trái là vị trí tối ưu giúp cho người mẹ đánh giá được tình trạng của con mình. Có một điều thú vị là không chỉ dựa vào vân tay trên 10 đầu ngón tay để đánh giá được năng lực, chỉ số thông minh của mỗi con người, mà trong sinh trắc học vân tay, các nhà khoa học còn dựa cả vào dấu vân trên lòng bàn tay để có thể nhận định độ nhạy bén, linh hoạt bộ não của một cá nhân như thế nào. Bạn đã bao giờ nghe tới điều này? Nếu như chúng ta nghiên cứu về vấn đề về sinh trắc vân tay và năng lực con người, thì chúng ta sẽ biết được rằng này, cái ngón trỏ ở hai bàn tay của chúng ta, nó đại diện cho năng lực về tư duy, tức là khả năng tưởng tượng, khả năng logic. Ngón giữa nó sẽ đại diện cho khả năng về vận động. Ngón đeo nhẫn, tức là ngón áp út ở hai bàn tay, nó sẽ đại diện cho khả năng về nghe, về âm thanh, về ngôn ngữ. Và ngón út nó sẽ đại diện cho khả năng về quan sát, về cảm nhận cái đẹp. Thế thì ở dưới lòng bàn tay này nó lại có một cái điểm delta nữa. Nó thể hiện được góc độ về phản xạ của hệ thần kinh cơ bắp. Khi mà chúng ta lấy góc A, T, D thì chúng ta sẽ tạo ra được cái gì? Đó là từ quan sát dẫn đến phản xạ và kết hợp với tư duy. A, T, D là góc được tạo ra trên lòng bàn tay bởi ba điểm. Dưới góc của mỗi ngón tay thường xuất hiện một tam giác điểm là ngã ba được tạo ra bởi các đường vân trên bàn tay, thuật ngữ khoa học gọi là các delta. Đồng thời phía dưới gốc bàn tay, phía cổ tay cũng thường xuất hiện những delta như vậy. Theo quy chuẩn của sinh trắc học vân tay thì các điểm đó lần lượt được ký hiệu như sau. Dưới gốc ngón trỏ là A, ngón giữa là B, ngón áp út là C và ngón út là D. Đặt tên vị trí delta trên lòng bàn tay phía gốc cổ tay là T. Kẻ đường thẳng nối A với T và D với T, ta được góc ATD. Góc ATD được hình thành từ điểm delta dưới ngón trỏ, dưới ngón út và dưới gốc của bàn tay gần phía cánh tay. Cả hai bàn tay của chúng ta đều có góc ATD. Theo các chuyên gia thì điều kiện để bạn có được góc ATD chuẩn xác thì bàn tay của bạn phải chụm các ngón lại và đặt trên một mặt phẳng. Câu hỏi thắc mắc là tại sao lại là góc ATD? Nó khác gì với chỉ số đo từ các vân của các ngón tay? Nếu như nói 10 dấu vân tay là từ lúc sinh ra đến lúc chết đi là không bao giờ thay đổi, cả về mật độ đường vân và các chi tiết đường vân, nhưng mà góc ATD nằm trên lòng bàn tay lại đưa ra một bí mật khác. Nó phản ánh được về cái tốc độ nhạy bén của một con người. Tốc độ nhạy bén là gì? Tức là khả năng suy nghĩ và khả năng hành động. Nó liên quan phản xạ. Về bản chất thì góc ATD nó nói lên vấn đề về phản xạ. Tuy nhiên là trong quá trình khi mà tôi nghiên cứu, tức là tôi đã thống kê, thì tôi phát hiện ra rằng là góc ATD nó còn phản ánh được cả vấn đề về chỉ số thông minh của con người. Tức là tôi chỉ cần quy đổi từ cái góc độ nhạy bén của một con người kết hợp với cả 10 dấu vân tay là tôi đã tìm ra được những con số định lượng để nói lên về trí thông minh con người, và thậm chí là cả những chỉ số hiện tại mà người đó đang sử dụng. Người đó có thể sinh ra là với một bộ chỉ số bẩm sinh là bất biến trong suốt cả cuộc đời họ, nhưng với góc ATD điều chỉnh
thì cái chỉ số hiện tại nó sẽ được sinh ra. Tức là chúng ta tạo ra được một bộ chỉ số hiện tại để đánh giá một con người đang sử dụng bao nhiêu phần trăm năng lực đó. Theo các chuyên gia nghiên cứu, một góc ATD được cho là hoàn hảo nhất là ở mức 35 độ. Thưa quý vị, trong khi dấu vân tay thì vĩnh viễn không đổi, góc ATD ở một người lại có thể thay đổi. Sự thay đổi diễn ra hết sức thú vị. Và bạn đã biết đến điều này hay chưa? Khác với trí tuệ bẩm sinh mà thuật ngữ khoa học gọi là trí tuệ lỏng, là một chỉ số bất biến, thì góc ATD chỉ tốc độ phản xạ, sự nhạy bén của một con người lại có thể thay đổi thường xuyên tùy vào sự rèn luyện và những áp lực mà bạn đang đối mặt hàng ngày, hàng giờ. Một ví dụ rất cụ thể về một bà mẹ trước khi sinh và sau khi sinh con, họ có góc ATD thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Và sự đi xuống này được các chuyên gia tâm lý và các nhà sinh trắc học vân tay đưa ra những cách phân tích lý giải rất thú vị. Những người phụ nữ trong cái quá trình mang thai và sinh con ấy thì có cái sự thay đổi về mặt hormone ở trong cái cơ thể của họ. Và vì cái sự thay đổi hormone đấy cộng với cả cái quá trình gọi là khó khăn trong sau khi sinh này, mất sức này, rồi thậm chí là một số những cái biểu hiện mà các chị em là cũng hay gặp phải, đấy là trầm buồn sau sinh, baby blue đấy, cho nên là nó ức chế một số những cái hoạt động chức năng của não bộ. Hay là có thể nói rằng là gì, có thể năng lực trí thông minh của họ thì không có giảm đi, nhưng mà trong cái thời điểm đấy các cái vấn đề về tâm lý, các cái vấn đề về sức khỏe tinh thần nó bị ảnh hưởng, dẫn đến là khả năng tập trung chú ý của họ không còn cao nữa. Cái phản ứng của họ cũng trở nên là mang tính chất là nhạy cảm hơn và gọi là dễ nổi nóng hơn, cho nên là họ không giải quyết vấn đề một cách gọi là khá là hiệu quả nữa. Một cái người mẹ trước khi sinh, người ta có thể làm việc ở môi trường coi như là rất là áp lực, thì góc ATD của người mẹ đấy có thể là chỉ khoảng từ 30 đến 40 độ, nó thể hiện trong cái tư duy nhạy bén, phản xạ nhạy bén. Nhưng sau khi sinh, phản xạ về thần kinh, phản xạ về quan sát của họ trở nên rất chậm. Góc ATD của họ lúc đấy đo nó đều tăng lên ít nhất là 3 đến 4 độ. Tôi đã kiểm nghiệm rất nhiều bà bầu sau sinh và tôi thấy rằng đây là một kết quả cực kỳ chính xác. Tức là vì cái đứa bé của mình khi mà sinh ra ấy, nó chậm, cho nên là người mẹ cũng phải điều chỉnh cái nhịp của mình, nó gọi là cái nhịp sinh học, cái nhịp thần kinh chậm xuống để có thể hòa hợp được với cả đứa con. Thế thì người mẹ lúc đấy là gì? Là bị đánh giá là não cá vàng này, hay là hay quên này, hay là như bò đội nón, bởi vì lúc đấy là khả năng quan sát và khả năng phản xạ thần kinh của người mẹ là chậm hẳn đi. Tuy nhiên khi đứa con dần dần trưởng thành, đứa con dần dần bắt đầu nhạy bén hơn, góc ATD dần dần hạ đi, thì người mẹ cũng sẽ có xu hướng hạ dần cái góc ATD đi. Tất nhiên đó là gọi là một cái quy luật gọi là sự hòa hợp giữa mẹ và con. Chúng ta ai cũng có thể rèn luyện để cải thiện được góc ATD tốt hơn lên, hay nói một cách cụ thể là để tăng độ phản xạ và sự nhạy bén. Ngay cả trẻ sơ sinh, cha mẹ cũng có thể giúp cho con mình rèn luyện trí não được phát triển và trở nên thông minh hơn ngay từ nhỏ. Bạn đã biết đến phương pháp này hay chưa? Nhiều ông bố bà mẹ có thói quen đeo bao tay cho trẻ khi ở giai đoạn sơ sinh vì lo ngại con sẽ bị lạnh, hoặc để giữ cho trẻ khỏi cào xước. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm. Chúng ta biết rằng, giai đoạn đầu đời của trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi, cơ nắm của trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh. Các ngón tay cũng chính là cơ quan xúc giác, giúp con có thể cảm nhận một cách tốt nhất. Hãy để cho các ngón tay con được thoải mái, không cần đeo bao tay. Và hãy giúp con thực hiện các trò chơi vận động bằng cách đưa ngón tay của bạn vào cho bé nắm lấy, rồi từ từ nhấc lên để cho bé có thể cảm nhận được lực kéo, hành động cầm. Cũng qua hoạt động này, các đầu ngón tay của con được ma sát thường xuyên sẽ giúp các dây thần kinh xúc giác tập trung tại đó được thường xuyên hoạt động. Như vậy mà bộ não cũng được linh hoạt và phát triển hơn. Khi đứa trẻ vừa sinh ra, nó chỉ có nắm bàn tay thôi, cho nên là người Việt Nam mình là vẫn hay đeo bao tay cho trẻ con là vì thế. Nhưng mà đấy lại là một sai lầm rất lớn. Bởi vì một đứa trẻ nếu như mà cái khả năng cầm nắm, cái cơ của nó đang rất tốt như vậy, nếu chúng ta đưa ngón tay vào để cho đứa trẻ nắm, nó sẽ cảm nhận được cái độ nặng và độ cứng của ngón tay của người cha, người mẹ. Chúng ta cầm cái ngón tay, chúng ta kéo nhấc đứa bé lên và cái phần cơ của bàn tay, lòng bàn tay của đứa trẻ nó sẽ dần dần nó được cảm nhận, thấy cái hệ thần kinh nó sẽ được khắc phục, nó sẽ được tăng cường về độ cơ và ít nhất là gì?
là cái bàn tay của nó sẽ dần dần có xu hướng dài ra. Khi dài ra, cái góc ATD của đứa bé nó sẽ dần nhỏ lại, làm cho khả năng quan sát của nó nhạy bén hơn. Và đó chính là lý do tại sao góc ATD nó thay đổi. Thưa quý vị, rèn luyện tư duy và khả năng vận động chính là chìa khóa để giúp chúng ta có được sự phản xạ linh hoạt, cải thiện khả năng nhạy bén của một con người, giúp gia tăng hiệu suất tư duy, học tập và xử lý công việc một cách hiệu quả. Nói theo ngôn ngữ khoa học sinh chắc vân tay, thì đó là việc cải thiện chỉ số ATD đạt mức hoàn hảo nhất. Chúng ta sẽ còn tiếp tục tìm hiểu về những loại hình trí thông minh cũng như những nhóm, chủng vân tay được thể hiện trên 10 đầu ngón tay của mỗi người để giải mã được những tính cách, sở trường, sở đoản của một con người trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!